Không biết ở đây có ai bị cái nỗi sợ hãi kỳ lạ như mình không? Mình sợ tự coi lại video của mình đó mọi người. Kiểu khi mà mình quay video xong và chỉnh sửa ok hết rồi, mình sẽ coi đi coi lại vài lần xem nó có lỗi gì không. Nếu mà không có thì mình sẽ up lên YouTube và TikTok. Mà khi mình up lên các nền tảng đó rồi thì mình lại không dám tự coi lại video đó nữa. Ngộ ha, mình sợ coi lại chính sản phẩm của mình làm ra đó các bạn. Lâu lâu ngắm nghía coi có ai comment, ai like video của mình để mình trả lời xong rồi thôi. Chắc là do cái mindset của mình nó kiểu ok, mày đã làm hết sức rồi, giờ thì quên nó đi và chuẩn bị làm video tiếp theo vậy đó. Và mình đã giữ cái suy nghĩ này từ cái ngày đầu mình bắt đầu làm video cho tới giờ, là cái video thứ 100 mình làm. Wow, nhanh ghê ha, mới đây mà làm được 100 cái sản phẩm rồi. Và mình vẫn muốn làm tiếp nữa các bạn à. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Lại đây là một miếng bánh mì hành tây phô mai. Rồi mình hỏi thăm mấy bạn chút coi. Cuối năm rồi, cho mình hỏi mục tiêu mà các bạn đặt ra hồi đầu năm đã thực hiện được chưa? Để mình xung phong kể của mình trước nha. Mục tiêu của năm 2023 là đọc thêm 5 quyển sách mới, đạt được cân nặng mong muốn là 74kg và chơi game tiếng Anh Duolingo không bỏ ngày nào. Trong 3 cái mục tiêu mình vừa kể thì mình đã làm được 2 cái là đọc sách và duy trì chơi game học tiếng Anh. Còn cái chuyện giảm cân thì... hay, buồn. Mình không giảm được mà nó còn tăng lên mới ác ôm á chứ. Thôi, để đó năm sau giảm tiếp. Ha ha. Mấy cái mục tiêu mình vừa kể, mình đã viết hết ra một tờ giấy nhỏ, dán lên tường, để ngày nào mình cũng tự đọc, tự nhắc bản thân không được quên. Tại tính mình hay quên lắm. Thôi, clip dài rồi, hẹn gặp lại các bạn ở các video sau nha. Ở đây có bạn nào đói bụng chưa? Cùng làm mì udon xào xì dầu ăn với mình nha. Mình nhận được khá nhiều comment yêu thương từ các bạn trong suốt khoảng thời gian 2 tháng mình bắt đầu học làm YouTube và TikTok. Mà nhiều nhất là các câu hỏi đại loại như: sao content nấu ăn hay như vậy mà ít team, ít like, ít follow dữ? Thì xin thú thật với các bạn là hỏi ông nội mình cũng không biết nữa. Nhưng mà có một điều mình biết rất chắc, đó là mình đang rất enjoy cái moment này. Mình thích công việc mình đang làm, mình thích nấu ăn, thích tự quay video, thích đọc comment góp ý của các bạn. Lúc mà mình chưa bắt đầu làm YouTube và TikTok, mình không có được cái cảm giác như vậy. Mình là người hướng nội, nên YouTube và TikTok cũng là cách để mình kết giao thêm bạn bè mới. Mình rất mong video của mình sẽ mang lại giá trị tích cực nào đó cho khán giả. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên like và đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo của mình nha.